Rồi, em biết bạn này nè. Rồi, xin mời Mai hãy giới thiệu về bản thân của mình cho quý vị khán giả được biết. Em là Ngọc Mai và là bà xã của Quốc Nghiệp, là người em mà đứng ở trên hai cái chân mà chổng lên trời đó, đó là chồng của em. À, được biết là Mai có hai em bé rồi đúng không? Lúc mà mang bầu bé thứ hai là có đi sự kiện chung với Lan rồi, cho nên là cũng đang rất là tò mò. Không biết là mang thai hai lần cái cảm giác nó như thế nào. Thôi thì bây giờ mình hãy chia sẻ về cái lần đầu tiên lúc mà mình biết mình có em bé nó như thế nào đi. Hai vợ chồng em thực sự là có bé đầu tiên thì đã trong cái dự tính của mình. Anh nói là nhưng mà bây giờ anh muốn là có hai đứa con trai thì mới biết là có cái phương pháp mà dùng que thử rộng trứng á chị. Thì để canh có người bà con của anh Nghiệp á chỉ cho tụi em á là cái phương pháp của người Hoa là phải hoạt động từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Mọi người vừa nghe. Trời, cái giấc đó là cái giấc ngủ rất ngon luôn đó mọi người ơi. Đúng rồi. Vừa canh rộng trứng nè rồi. Đúng cái ngày rộng trứng thì phải là từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng nè. Có để báo thức không? Dạ, thì mới có thêm một. Đặt báo thức xong rồi anh Nghiệp nói là thôi đặt báo thức đang ngủ ngon thôi mình nói chuyện tới sáng luôn đi. Dạ, sợ ngủ quên lắm luôn á. Thôi xong hai vợ chồng nói chuyện bảy tầm trên đời đó chị, đến 3 giờ rồi tới giờ rồi. Tuần sau là em không có chờ mua que thử thai nữa mà em đi tới thẳng bệnh viện luôn. Em thử máu, đến khi mà lấy kết quả chị thì em mới nói là thôi anh chờ em ở ngoài đi. Em chạy vô lấy kết quả rồi ra liền. Xong rồi với bác sĩ nói là có thai nha. Cái xong cái nhảy từng từng. Thì má chồng của em đứng ngay ở cửa, ở đâu xuất hiện ra không biết nữa. Ở đâu? Ủa sao vậy? Má chồng em đi khám phụ khoa định kỳ. Má ơi con có em bé rồi má ơi. Trời ơi, xong em đứng em khóc với má em ở ngay cửa luôn. Đó mọi người nói trời ơi, sao vậy? Nói là con dâu tôi. Em cũng nói người đầu tiên là má biết. Ông Nghiệp mang công chở đi cả buổi sáng này không kia, biết chưa biết. Rồi đến bạn thứ hai cũng có bà nội ư? Dạ không, đứa thứ hai thì bởi vì lúc đó là ở xa bà nội rồi. Bé thứ nhất thì được ở chung với bà nội. Cái em bé thứ hai á là nó có nằm trong kế hoạch của mình không? Anh nói chờ một thời gian nữa mà ổng nói đi thi có talent á, mà cái đó nguy hiểm quá, em sợ ổng lỡ có chuyện gì cái nín luôn. Đúng luôn. Mình nói là không, em muốn có một đứa liền, cực một lần. Phụ nữ không muốn thôi. Đúng chứ rồi. Phụ nữ muốn là chúng tôi làm chủ cuộc chơi. Cũng đi bệnh viện nữa mà cũng không có nữa. Nửa đêm rồi tự nhiên, có khi nào mà tự nhiên mình có bầu không anh? Em bị làm sao rồi mới đi thử, anh em đi thử máu hoài à. Không, bây giờ có sẵn que thử thai, thử lỡ khi thử có sẵn em. Nửa đêm đi thử chị. Thì nó lên 2 vạch. Nó là ba ơi, nó lên 2 vạch rồi đấy. Xạo quá trời, lừa gì mà lừa dữ đấy. Trời ơi em nói thiệt, trời ơi em nói thiệt luôn. Không tin em thử thêm một cái nữa. Em nói đây nó lên luôn 2 vạch. Thì ông nói trời ơi vui quá, thì là không vui quá, ông nuôi hy vọng là con trai tiếp. Nhưng hy vọng nó đã sụp đổ. Trời ơi. Vậy rồi cái quá trình mình mang bầu ra sao? Đứa đầu thì cỡ khoảng 4-5 tuần đầu là em đi Đài Loan với anh Nghiệp á, thì em ngán mà bây giờ nhắc đến chữ Đài Loan là người em nó hơi nôn nao. Vậy luôn á, ấn tượng. Bởi vì nó qua Đài Loan cái em ngán nguyên có một chuyến đi đó luôn. Đến khi con bé sau á, thì em nghĩ là nếu như mà chắc có lẽ là nó khác chở đầu dụ, thì nó sẽ đỡ hơn. Nhưng không ngờ đứa thứ hai em đánh răng nó cũng bị nghe. Cái đứa đầu tiên á, gần ngày cuối em vẫn còn đi thu, tức là em thu xong tối hôm đó em đi ăn với học trò. Sao mà thu nổi ta lúc em đó vẫn em... hát bình thường mà em có bầu em còn hát cao hơn nữa. Ồ vậy á, trong cái live show của anh Cơ Nghiệp á, năm 2016 á, là tất cả những cái phần vocal ở trong cái bài diễn đó là em thu hết. Lúc đó là em bầu rất lớn. Cái live show đó là ngày 3 tháng 11, thì ngày 15 tháng 11 em sanh. Wow. Yeah. Đối với em á thì khi mà có bầu tự nhiên nó giống như nó cái hơi của mình nó được trì xuống á, em không hiểu đó. Hôm nay được nghe một cái chia sẻ rất đúng là rồi. Khác nữa, một cái cảnh khác nữa. Tại vì mọi người cứ nghĩ là mọi người mệt thôi em, hay đúng là do cơ địa. Thông thường một trong những cái triệu chứng mà nhiều mẹ bầu thừa nhận với nhau đó là bị hụt hơi. Hôm đó là em tu cho chú Văn Thành Nho. Tu xong cái ngày hôm sau nó con sanh rồi nha, nó hả? Xong rồi hả? Vậy luôn. Như vậy thì rõ ràng là mang bầu em bé đầu tiên rất là suôn sẻ, rất là vui vẻ. Còn đến bé thứ hai thì nó có gặp phải một cái vấn đề nào hay không, hay là nó cũng suôn sẻ giống như là bé nào? Bé thứ hai thì về mặt tâm lý của mình là rất là nhiều cái cảm xúc trên vật, những cái biến động, nó có cái sự biến cố. Khi mà em đi khám á thì bác sĩ nó đi nhiều quá, nó bị nguy cơ sảy thai. Thì em cũng không làm việc gì nặng nhọc hết, thực ra là chỉ có đi với ảnh thôi ạ, chứ không làm gì hết, giống trợ lý vậy đó. Qua cái giai đoạn đó rồi thì anh Nghiệp lại đi thi. Cái giai đoạn đó thì anh Nghiệp lại đau rất là nhiều, mà ảnh lại quyết định là đi thi mà nhảy cái cú nhảy đó là nó rất là nguy hiểm. Thì em không có ngủ được, rồi nguy cơ sảy thai lần thứ hai. Rồi em khóc quá trời với anh Nghiệp luôn.
những cái ngày mà khó khăn nhất của em trong cái thời kỳ mang thai đứa thứ hai là những cái ngày mà anh ở bên anh á. Anh đi một tuần là một tuần em không ngủ luôn, mà anh còn giấu em cái chuyện anh té, đến khi em biết được là trời ơi, nói chung là rất là nhiều cái mình mệt mỏi lắm. Với là khi mà tiễn ảnh đi á, rồi mình cũng tâm lý nó khác nữa, mình có nói là có khi nào mà tiễn đây lần cuối không trời, tức là tất nhiên mình không muốn nghĩ xấu nhưng mà tự nhiên nó cứ ùa về. Rồi con em nó đủ thứ hết á, mấy cái đêm mà em không ngủ em nói là biết là con sẽ rất là mệt mỏi đó, nhưng mà nếu như mà có duyên á thì con ở lại với ba mẹ, đêm nào em cũng nói chuyện với nó vậy hết á, nói là phải gan dạ lên, nếu như mà sinh ra trên cuộc đời này là phải gan lì mới được. Đi đẻ đứa thứ nhất nó như thế nào? Đi đẻ đứa thứ nhất thì anh Nghiệp ảnh việc đầu tiên là hỏi là bệnh viện nào cho ảnh vô. Thì anh mới chọn cái tinh thần đó dễ sợ luôn. Thì anh mới cho xong ở bệnh viện đó. Cái sáng hôm đó là em nhớ rạng sáng cỡ khoảng 3 giờ sáng á, 3-4 giờ á, em cảm thấy tự nhiên nó có dấu xanh, nó đau bụng từng cơn vậy đó. Xong rồi nó là anh hình như sắp đẻ sao không anh? Bởi vì ngày 20 tháng 11 thì em mới là ngày xanh, nhưng mà 15 thì nó đã đau rồi. Sắp xanh á, em đau hả? Ngủ thêm chút xíu nữa đi. Anh đang ngủ. Đơn giản quá. Anh đang ngủ. Giống như nè, đẻ từ đẻ. Từ đẻ. Giống như là sao? Nó từ đau bụng mà đến khi nó đẻ nó còn lâu lắm. Trời, còn lâu lắm. Đó. Đó. Em nằm trên xong rồi. Ông lùm cồm bò vậy, tưởng chở mình đi đẻ. Không gì, lấy máy điện thoại quay lại. Trời quay lại ơi. Em bò sao em đến khi là xong này coi lại nó em giống một con heo nó bò quanh phòng vậy đó. Và em quằn quại trên xe thì anh nói chờ anh một lau xe. Tiếp tục lau chị, nó là chưa có xanh đâu anh ơi, đi cho rồi em đẻ ra xe bây giờ. Em yên tâm đi, chưa đẻ đâu. Chưa đâu, người ta phải đau quằn quại cấu xé dữ lắm, thấy em vẫn còn bình thường lắm. Trời bởi ơi. Vì em không có rên. Đúng rồi, anh gì sĩ gì em sẽ không phải là sĩ gì mà đó. Em sợ em không có sức để em đẻ. Khi mà em vô thì bác sĩ cho vô phòng xanh đi, đau từng cơn vậy đó, gò lên trời ơi muốn điên luôn, nhưng mà gò lên xong hết rồi, chuẩn bị hết rồi ngủ. Xong rồi ngủ lại lên cơn đau, lên cơn đau lại đau anh ơi, đau giật mình dậy đau xong ngủ tiếp. Đó bác sĩ nói mở hết rồi dậy xanh. Dạ vậy đó chị, rồi dậy xong. Ê, dậy đẻ. Ê, dậy đi đẻ. Xong rồi bác sĩ nói là rằng nghe mình ở nhà mình nói là mình là dân thanh nhạc mà học biết bao nhiêu năm mà về hơi này kia là mình số 1 mà mình đâu có sợ đó, tức là mình đã có rất là nhiều kỹ năng mình sẽ rằng này kia thì không như mình nghĩ. Không như mình nghĩ. Rằng hoài không ra. Còn anh Nghiệp thì vậy nè, cố lên em sắp ra rồi cái đầu rồi thấy cái đầu rồi cố gắng hết sâu rồi. Bác sĩ không nói một lời chị. Mình ổng đó, mình ổng đạo diễn, mình ổng hò hét trong đó. Ôi chua cha cặp đôi này. Má chồng em á, với ba chồng em là ngồi ở ngoài chờ. Mà thấy mình lâu quá, má chồng em ngồi khóc ở ngoài luôn. Xong cô lao công lao ở ngoài. Hôm đó bác sĩ đỡ nam hả? Hỏi má em vậy đó. Nói là không có con trai tôi la. Ba đó ba tự ủa. Má em kể nó, xong khi nó đi ra cái má hỏi vậy nè. Nghiệp, con la dữ vậy? Thì con tưởng giống huấn luyện khỉ vậy đó. Cái chuyện vợ ông đi xanh đối với ông tính giải trí rất cao. Dạ, thú vị á, rất là thú vị luôn. Xong được bồng lên sung sướng lắm. Trời ơi, em nhìn cái mặt em nói trời ơi, tại sao mà tôi để em bướng mà toàn tập vậy rồi. Bởi vì nó tuệ giống Hồng Nghiệp vậy đó. Cái mặt nó di hợp vậy đó. Em nói trời ơi, tức luôn á, lúc mà đẻ ra không giống mình mà chỉ giống bố thì mình tức luôn á. Rồi đến thứ hai không có hò hét vậy nữa không? Cái rạng sáng là em cũng bị đau bụng vậy đó. Cái em mới nói ba, nó nói là ba ơi, chắc có dấu xanh rồi. Đứa thứ hai em nghe nói là đẻ nhanh lắm, cho nên là thôi mình đi bệnh viện đó. Chưa, nó không chưa được. Em thấy là giống như là nó bỡ ối rồi. À, vẫn đi lao xe. Vẫn đi không, lao không, xe. Không, lần này là không lao xe. Em xuống em nói là trời đói lắm, chở em đi mua bánh mì đó. Lần này là em nhây, cái cô đó cũng nói trời ơi, sáng sớm chở một bầu đi mua bánh mì sớm vậy đấy. Em đâu đẻ rồi, bán bánh mì đem ăn trước thì đem đẻ đi. Đứa thứ hai nó đau hơn đứa đầu, nó gò hơn đứa đầu nhiều. Thì anh Nghiệp là anh nó hay thích quay lại á chị, đứa đầu anh cũng quay được, anh lén quay vì bác sĩ đâu cho quay đâu. Khoan xí, thường mấy bà bầu á gần đi đẻ xấu lắm. Tới cái đứa thứ hai mình đã biết cái tính chồng mình á là hay quay lén rồi, mình có làm đẹp không? À có luôn. Có chị, em trước khi em đi đẻ em trước khi đi đẻ em trang điểm đẹp lắm. Nói mi chị, hẹn bạn đó là thứ hai chị sẽ nói mi để mà chị đi xanh để cho nó đẹp, nhìn cho nó được chút xíu. Đi xanh cho đẹp. Dạ, đi xanh cho nó đẹp chút xíu, đỡ miệng vì em bị đen quay lén mà em đen đúa, mà khi mà em đẻ nữa là em biết là cái hiện trạng của em nó rất là giống người rừng vậy đó chị. Em hẹn bạn đó 12 giờ tối hôm đó là em gỡ cái mi cũ ra, là em đã nối trước rồi. Em nối trước cho đẹp rồi, vì em chuẩn bị một cái thai kỳ đẹp đẽ. Xong rồi cái em tối mà trước khi đi xanh á, em gỡ từng cọng ra để sáng mai cho nó
gắn cho nó nhanh, bởi vì bụng bầu mình nằm lâu mình mệt lắm, cho nên mình gỡ trước từng cộng một không, đến khi con mắt như mắt cá vậy đó chị. Trưa mai thì mình sẽ có mi đẹp để mình đi săn thôi. Đâu sáng mai mình đẻ rồi, mà đẻ rồi xong mắt cá nữa. Tính già quá non, tính nha, già quá non. Trưa bạn đó gọi là chị ơi chị có lịch ở bên đây, chị mới đẻ xong giờ con chị nằm rảnh thôi. Trời ơi, quá trời cười luôn, người tính không bằng trời. Rồi ông có kịp quay lại cái con mắt cá đó của mình không? Dạ, không tìm được chỗ rồi một cái thì ông vừa đẻ ra một cái đi. Để chuẩn bị rặn cái thứ nhất, rặn ông lại quay chuẩn bị, ông chuẩn bị đứng cạnh em đó, rặn cái thứ hai rồi đừng rặn nữa, xong rồi. Trời ơi, gì đó lần này ông không kịp hỏi nó em nhanh, nó nhanh vậy đó. Ủa? Chưa, ông chưa kịp định hình rồi đó. Ủa sao lẹ quá vậy, là xong rồi. Chưa kịp định hình, chưa kịp đặt tả, nghiệp quá. Tôi nói thiệt với quý vị nha, cuối cùng là trong tất cả cái hành trình mẹ bầu đó, cái duy nhất mà chúng ta chuẩn bị được đó là gì, là chúng ta chắc chắn sẽ đẻ thôi. Còn lại chúng ta đẻ như thế nào, trong tình trạng có nối mi hay uống tóc hay nhuộm độc, dẹp hết đi, không bao giờ làm được đâu. Tôi không tính gì, nhưng tôi đi đẻ là tôi phải ngồi trong phòng cấp cứu, tôi tẩy trang đây nè, không giống ai á. Chat với mẹ bỉm sữa tổ chức định hình tại California, Hoa Kỳ. Liên lạc ngay với chúng tôi qua fanpage Chat với mẹ bỉm sữa hoặc Viber Zalo 0522 961 076. Rồi sau đó thì sao? Mình sanh xong mình có những cái kỷ niệm gì hay không? Có cái câu chuyện nào mà gọi là dở khóc dở cười giống như vừa rồi không? Sanh Hùng Tâm á thì mới là dở khóc dở cười, còn sanh Tâm An đứa sau thì nó quá sướng bởi vì có ba nó ở nhà. Còn sanh Hùng Tâm á thì ba nó có ở nhà có 10 ngày thôi, chăm cho vợ 10 ngày đầu, là giặt giũ tất cả mọi thứ là anh làm hết. Tắm cho con á, đầu tiên là bác sĩ về nhà tắm đó chứ anh nhìn đấy. Dễ thế mồm. Mai đừng nói tới tắm, anh tắm cho. Trời ơi, dễ muốn chết, đâu có gì đâu. Xong mình làm vệ sinh cho em, vì em lúc đó là em có khâu á. Anh đi chỗ khác đi, vô giếng. Sao anh vô giếng á nha. Dễ lắm, mai đừng nói người ta tới, anh làm vệ sinh hết đó. Anh bị bệnh rồi. Trời ơi, dễ thương quá à. Không, ông chồng này dễ thương quá. Anh Nghiệp có một cái là không có sợ dơ. Không có sợ gì hết. Em bị dị ứng chỉ khâu á. Cho nên em biết cảm giác đó không? Dạ không chị. Nó kinh dị lắm. Tôi bị nè. Mà thôi kể chuyện bà Mai đi. Tôi sợ luôn á. Dạ, ngồi không được, đứng không xong, nói chung là làm gì không được. Xong rồi anh Nghiệp phải chở ngược trở lại bệnh viện, cắt chỉ cho lành tự nhiên, nhưng mà rất là đau đớn. Ô, anh Nghiệp có nói vậy nè, em đừng có nghĩ nó đau. Không đẹp quá, cái trời ơi. Ông nói vậy nè. Ông này hay thiệt á. Ông nói là em hãy nghĩ là nó đang lành. Dạ, nhưng mà cái đau đó nó rất là mệt. Ông như thôi miên vậy đó. Ngày mai tôi sẽ về, tôi đứng trước gương. Chân mình đang dài. Đến bây giờ nè, em có bệnh có cảm nói giọng là điều vô nghĩa, chỉ có mình chỉ chút họa cho thân thôi. Ông sao nói vậy nè, em cứ nghĩ là em đang khỏe. Đúng, chuẩn bị lành uống rất nhiều vô, nhiều cái tức mà tức muốn điên luôn. Đó này là nó có sao mà. Nó đau mà người ta đang đau mà tức chứ mình cũng tức dễ sợ lắm. Khi mà lên bác sĩ cắt chỉ về rồi á thì ông đi diễn á, em là bị một cái mà rất là hiên hữu á. Mọc răng khôn đúng cái lúc mà trời, cái gì mà em gơm muốn ngồi chị trên một chỗ cái số em không sao combo quá vậy. Tự nhiên em thấy cái răng của em nó sưng lên, mặt em sưng lên, cái thấy có cái răng lú lên trơn, đau dưới đau gì cũng đau trời. Sao mà khổ quá, thì em mới nói là thôi ráng chịu đựng, thì chịu đựng một tuần lễ chị càng ngày càng sưng vậy nè, răng đang chùi xuống trên không. Em có hy vọng là nó sẽ xẹp đến lúc mà em chịu không nổi nữa đó. Dạ, ổng có nói là răng đang xẹp, em đừng nghĩ gì hết. Răng đang xẹp, răng không đau. May quá em có một chị phụ huynh, thì là chị là bác sĩ rất là giỏi đó. Yeah. Chị nói là Mai ơi, cô Mai để như vậy là coi chừng nhiễm trùng sữa, rất là nguy hiểm. Cô qua liền lập tức để cho chị sang cho cô. Cái em mới qua, cái cô này nè. Trời ơi, sao cô giỏi quá vậy cô Mai? Xong cô có thể chịu đựng được cái răng này tới từng đó ngày. Nó đã làm mủ rất là nhiều ở trong á, nó không lên được á chị. Đúng rồi. Cái nó nằm ở đó, cái xong nó bị mưng mủ sưng ra. Thì nói là bình thường cái viêm này phải về uống thuốc để cho nó xẹp xuống rồi mình sẽ nhổ răng. Nhưng mà em đang cho con bú. Đúng thì rồi. Thì bây giờ uống kháng sinh thì mất sữa. Chị sẽ làm sống. Chị thấy mặt em nó hơi biến sắc, chị nói không. Thôi được rồi, chị sẽ không làm gì em hết. Chị sẽ chỉ hút cái mũ ra thôi. Nhổ luôn. Khoan luôn cái răng em ra luôn. Tức là em thấy luôn cái răng em dính mấy cục xương luôn. Không phải là cái chân bình thường, không phải là nhổ giặt vậy. Mà em thấy rẹt cái gì đó. Xong rồi nguyên cái hình vuông vậy nè chị. Em vẫn giữ cái răng đó. Tức là cái xương của mình dính mấy cái chân răng luôn. Được rồi nè cô Mai, dễ sợ như vậy nè cô Mai. Khi mà đi đó thì ba chồng em chở đi, em ngại đó, em nói là ba cứ về đi, con không có sao hết đó, có gì thì con đi Grab về, đi taxi về, chứ chờ con lâu lắm. Đến khi em về em quên mất là em sẽ đâu có nói được. Đến bút Grab đó, ủa mình đâu nói gì đâu mà tự nhiên sao bút Grab được, rồi người ta gọi cho mình rồi mình sao được. Xong rồi thôi đi ra gọi taxi, trời ơi mà trời thì mưa lăn phanh đó. Cái em đứng gọi taxi ngoài không có một chiếc taxi nào dừng lại hết á. Thì ông sẽ ôm mừng quá, cái lấy cái điện thoại nó chở dùng về cái địa chỉ nhà mình á, đang đội nón bảo hiểm, gác cái chân chuẩn bị bước lên xe, vừa gác cái chân không đi không đi.
em chưa kịp lên cái em đứng lên được, trời ơi đội nó bảo hiểm xong rồi cái dựa không nói lên đời. Em không nói lên đời, trời ơi chị thấy em ăn ở áp cỡ nào mà đời đây. cái hiện trạng mà người ở sau vừa mới đặt tay lên yên thì xe nó đã chạy hoặc là vừa dở một chân lên. Tôi đã chứng kiến 2-3 lần rất cà tun, cực kỳ cà tun. Em dở chân đấy là em đã dở cái chân lên rồi mà em lấy hết sức bình sinh để em dở cái chân mà cái đầu đội cái nó mày người ta đang đau mà người ta còn đau ở dưới đó. tất cả mọi thứ để chuẩn bị cho cái cuộc lên đó là cả một cái sự chuẩn bị á chị. Chắc tại lâu quá ông tưởng là rồi mà ai không có sự lựa chọn thì em nói là ông đi rồi ông sẽ quay về cũng lâu quá chị, không phải giỡn đâu, 15-20 phút như một thế kỷ với em á, bởi vì em chờ đợi trong sự mà vô vọng không biết có quay lại không. Em mới biết lại chờ em lên xe đã hẳn đi. Lần này rút kinh nghiệm. Ông nói là sao tôi đi hồi tôi không thấy cô rồi. Thật sự nếu như mà bây giờ mình chỉ kể đơn thuần cái câu chuyện của Ngọc Mai thì nó là những chuyện rất khủng khiếp, nhưng mà qua cái sự chuyển tải của Ngọc Mai nãy giờ thì mình thấy là nó kết hợp với cái thái độ á, cái mình cũng không biết nên đón nhận đây là chính kịch hay hài kịch hay bi kịch nữa quý vị à. Câu chuyện này nếu mà xảy ra với em thì em nghĩ chắc có lẽ là nước mắt rất là nhiều. Tại vì em là cái đứa rất là dễ xúc cảm. Nhưng mà đến Tâm An thì có an chưa? Đến Tâm An á thì không có bị những cái đó nữa, 2 ngày ở trong bệnh viện thôi. Còn ngày thứ 3 là đi về một cái là anh Nghiệp chở em đi ra ngoài liền luôn. Em đâu có ra gió đâu, em ngồi trên xe thôi mà, đi cho vui. Ổng không muốn đi đâu một mình hết á. Có thể cho em ở nhà để có sữa nhiều hơn cho con không đó. Leo lên xe sẽ có sữa. Em hoàn toàn thời gian bắt sữa của em đỡ xe đó chị. Thiệt luôn. Đi ra ngoài việc của ảnh em cũng phải đi theo, cứ bịt hai đôi tay lại đi. Mẹ em á, má ruột á bất lực và giận dỗi vô đây chăm con. Mà không có cái gì để chăm. Vô đây để chăm nó. Mà nó đâu có cần đâu. Nó đi cả ngày. Xong rồi nói với Nghiệp. Nghiệp à, vợ con cũng mới sanh. Không sao đâu mẹ. Bất lực, khóc tiếp. Trời ơi, khổ mẹ em nghe quá, thương nghe. Mà cái người mà chăm sóc mình sau sanh đó chị, người ta cứ 2 giờ chiều người ta đến nhà người ta chăm sóc cho mình. Nhiều khi mình đi mất tiêu. Người ta tới chăm sóc xong rồi nó chịu mẹ sao đi về. Cho mẹ em đỡ buồn sao đi về. Cuối cùng là ai là người cần chăm sóc sau sanh. Mẹ em ở sau mẹ em nói là mẹ không chăm con cho nữa, muốn đi 2 giờ chồng đi thì bưng sữa bưng đồ tự chăm con mà đi đi. Cái Nghiệp nói bưng Tâm An lên xe. Luôn. Bưng Tâm An lên xe đi em, để cho bà ngoại nghỉ ngơi. Xong rồi bà ngoại thôi ác độc cái cháu tao nữa, bỏ nó ra. Tự nói là đem đi rồi nãy lẫy mà nãy lẫy á, giận á chị. Đúng. Mẹ em bị trầm cảm nhưng mà là em. bà ngoại bị trầm cảm. Thôi bây giờ mình khai thác đến một cái vấn đề khá là nhạy cảm. Đúng rồi. Mà thường gặp nhất cho những cái cặp vợ chồng mà mới vừa có con. Tôi háo hức với cái chuyện gặp đôi năm, tại vì trong trường hợp mà họ cứ cà tuôn, họ cứ cà rỡn cà khịa như vậy đó, rồi tôi không biết cái chuyện vợ chồng mà sau khi sinh con ra xong thì sao luôn á. Thì em không có bị sợ đâu, không có bị sợ. Mà anh Nghiệp á thì ảnh thực sự ra ảnh là một người rất là tâm lý, mình sẽ tìm nhiều phương án. Khoan, vậy là tôi nghĩ vậy nè, thực ra là có chuyện đó, nhưng tại vì ông kia cũng tìm nhiều phương án. Đúng. Trong trường hợp nào ông mới tìm nhiều phương án thì chắc là cũng trong một vài trường hợp bà này bà đình công nè, hoặc là bà từ chối nè, thì ông mới đi tìm không, nhiều phương án. Không, sau này bỏ đói. Sau này thôi. Ủa, sau này được. Sau này là vậy nè, khi mà mình mà bị mới sanh xong thì tất nhiên mình cũng sẽ rất là thương chồng. Mình hiểu được là đàn ông mà rất là tội nghiệp, mình cũng sẽ hỏi han, mình cũng sẽ chia sẻ thực sự với chồng của mình. Tại vì em có một chồng quá thật thà, cả ngày mình làm việc rất là mệt mỏi, rồi đêm thì con em bú đêm rất là nhiều. Xong rồi đến khi con mình bú thì mình ngủ, mình cho nó bú thì mình ngủ quên luôn. Đến khi mình cũng chuẩn bị tâm thế trong đầu của mình, tối nay mình sẽ chăm sóc chồng mình này kia. Chuẩn bị dữ lắm, ngủ. Xong rồi mở mắt ra đấy. Nó cứ lặp đi lặp lại từ ngày này qua ngày khác chị. Là cứ treo dò từ ngày này qua ngày khác thôi. Cảm thấy có khi nào ông giận không? Sao giận đó chị? Ủa giận hả? Rồi sao? Xong rồi ổng giải quyết việc của ổng theo cái kiểu của ổng. Xà lắc thừa bại với nhầy đó. Giận mặt hả? Giận mặt. Cho sáng dậy giận hả? Cho hiểu được nỗi khổ của người ta. Trời ơi. Nghe chưa? Thấy cao cơ đầy nữa. Tâm cơ rồi sao? Rất là cao cơ. Thì mình rõ ràng mình thấy đau lòng. Cảm thấy là hiểu. Để cho chồng mình như vậy mình cảm thấy quá đau lòng. Em dọn xong, nhà em thì có camera mà, trong phòng ngủ thì cũng có camera thôi. Anh cầu trời cho em coi lại camera. Cầu trời như vậy. Chị cầu trời cho người coi camera không phải là một bà Mai. Trời ơi, trời, nếu như mà không phải bà Mai thì là cái ông gắp camera. Chứa à. Thì em mới hỏi, nó là ủa sao anh kỳ như vậy, anh muốn vậy cho em biết. Em bữa nay hình như em quan tâm tới con thôi, mà em nằm giữa, con bên, ảnh bên, em chỉ ôm con thôi. Và
mình cảm thấy ngày nào mình cũng ở trong cái sự ăn năn hết mà mình bất lực đó chị. Đó, cứ buồn ngủ, mình cũng chia sẻ thật với chồng mình là thực sự ra em đôi lúc em cũng đã chuẩn bị hết rồi mọi thứ nhưng mà nó không có như em nghĩ. Em ngủ cái em ngủ quên luôn, em không ngờ là mình bữa ngày nó tới nhanh quá. Vậy thôi, sau đó thì em sẽ chia lại kê hai cái giường sát của nhau để thành một cái giường lớn thiệt lớn để cho bốn người ngủ thật là thoải mái. Thì em với Tâm An thì hai ngủ phía trong, còn Hùng Tâm ngủ với ba nó ở đây, thì em nằm giữa Hùng Tâm với Tâm An, bởi vì quay đứa này cũng dễ quay đứa kia cũng dễ, thì ba nó bị ra rìa. Thì bây giờ sau những cái lời tâm sự ngọt ngào đó, bố trí lại đội hình nghĩa là đổi cho con bú bình ban đêm đó, thì mình sẽ cực khổ là một đêm con bé bú 4 lần là em phải dậy tới 4 lần. Nhưng mà em cho nó bú xong là em qua ba nó, là em nằm ở giữa ba nó với Hùng Tâm để hơi ông đó chị đó. Tức là ông nó chỉ có cần, nói chung là chỉ có cần nằm gần vợ là xong rồi. Đó là không thương cảm thấy bị tổn thương, ý là vậy đó, vợ không quan tâm. Dễ thương quá. Uyên Uyên thì cũng là biên tập luôn, thì hôm nay là chỉ có team biên tập và sản xuất nên là mình chủ động mình chia sẻ về bản thân mình, họ tên tuổi rồi công việc quê quán nha. Mình tên Toàn hay tên Toán hả? Tên Toán, Lê Văn Toán. Lê Văn Toán đúng không? Tính Toán đúng không? Rồi. Rồi. Ok, Toán chia sẻ về bản thân đi Toán. Tên Toán, sinh năm 1988, ở Diễn Lâm, Vũng Châu, Nghệ An. Nghệ An. Rồi, hiện tại mình đang sinh sống ở đâu vậy Toán? Tại sinh sống ở Nghệ An luôn chị. Nghệ An luôn. Rồi mình đang làm công việc gì ở ngoài đó? Em là buôn bán cây cảnh ấy. Buôn bán cây cảnh. Mà trước giờ là mình chỉ có sinh sống và làm việc ở Nghệ An thôi, mình không có đi đâu hết hả? Trước em có làm trong Đồng Nai á, đến 2010 là nghỉ về. Nghề buôn bán cây cảnh là thu nhập tốt hơn đúng không? Vâng, được. Cũng được hả? Được là nhiều tháng. Thì mình bán giống cây gì? Em thì chuyên bên cây cảnh, cây hoa, cây ăn trái đấy. Hàng cây giống hả? Không, hàng cây cảnh, cây lớn này, cây cổ thụ á. À, giống như kiểu ngày xưa có một thời gian là rộ lên mua cây si các thứ đấy hả? Đúng rồi, em chuyên hàng cây công trình, cây làm đẹp đấy. À, tức là em sẽ tạo hình cho nó xong rồi em bán. Vâng. À. Là mình tự làm luôn hay là có nhân viên không? Em tự làm, hầu như là đi mua rồi về làm rồi bán thôi. Nó đi mua cái cây nguyên về người ta trồng, chẳng hạn như đến vườn nó mua xong về rồi mình tạo hình người này kia kia nọ các kiểu xong rồi là mình lại bán cho những người có nhu cầu trang trí đề co đúng không? Đúng rồi. Còn thu nhập một tháng của mình thì khoảng bao nhiêu? Cũng tùy tháng vài chục, 25 triệu gì đấy. Rồi hiện tại mình đang sống cùng gia đình luôn hả? Đúng rồi chị. Rồi, gia đình mình đông anh chị em không? Dạ, có 4 anh chị em ạ. Mình là con út hay sao em? Dạ, con út rồi. Là đang sống cùng bố mẹ luôn? Đúng rồi. Rồi, mấy vợ về có phải làm dâu không em? Bố mẹ là đang làm dâu ạ? Không, vợ em không phải có làm dâu không? Sống cùng nhà với bố mẹ em luôn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ về cái điểm mạnh điểm yếu của em đi. Rồi cái tình trường của em thì như thế nào? Mạnh thì nói chung mình cũng hòa đồng, dễ giao tiếp với mọi người. Không hút thuốc. Rồi, tình trường thì sao nè? Rồi muốn tìm mẫu người như thế nào nè? Mẹ còn đi về, cũng chắc ở nhà đang chờ đúng không? Dạ. Nói chung là thì cứ bình thường thì ở trước có nhiều hai người rồi, không đến được với nhau. Mà nói chung tìm người thì chung bình thường là được thôi. Là em chưa từng kết hôn lần nào đúng không? Đúng rồi. Rồi.
ngoại hình là sao, bạn gái có ngoại hình như thế nào? Chung là cũng dễ nhìn chút, khoảng cao 1.5m được là được chị. Em cao 1m bao nhiêu? Em 1m68. Khu vực lân cận với em không? Dạ. Quanh khu vực nhà anh càng tốt. Nghệ An, Hà Tĩnh ấy hả? Dạ. Rồi. Công việc của bạn gái em có yêu cầu không? Không cần gì ạ. Về làm chung về nghiệp với em cũng được đúng không? Rồi. Rồi ok, cảm ơn Toán ha. Hôm nay chỉ là cái buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Thì là còn một cái buổi làm nội dung kỹ hơn nếu như em có người phù hợp với em và có cái lịch ghi hình phù hợp ha. Mình sẽ ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì báo trước em bao nhiêu lâu thì em có thể sắp xếp để vào trong này ghi hình được. Tuần gì? Rồi báo trước một tuần đúng không? Vâng. Ok rồi, cảm ơn em nhiều ha. Dạ dạ. Ok, chào em. Chị tắt. Đây cái khu chương trình thôi. Mời anh chủ động chia sẻ về thông tin của anh giùm em ha. Họ và tên, quê quán, nghề nghiệp ạ. Họ và tên của anh là Đỗ Xuân Lộc. Nguyên quán của anh là ở Quảng Trị, nhưng mà gia đình vào Đồng Nai sống và lập nghiệp. Là hiện tại anh đang ở đâu? Hiện tại đang ở Đồng Nai nhưng anh đã có nhà riêng ở Bình Dương. Ủa anh Lộc sinh năm mấy? Anh sinh năm 1983, trên giấy tờ là sinh năm 1984. Vậy thôi theo giấy tờ ha anh ha. Anh theo giấy tờ đây. Rồi, hiện tại thì anh có nhà riêng ở Bình Dương, mình cũng sinh sống ở Bình Dương luôn hả? Anh sinh sống ở Bình Dương. Bình Dương khúc nào anh? Ở ngã tư Miếu Ông Cụ cách với Thuận An á em. Em biết. Rồi. Anh nói về điểm mạnh, điểm yếu giùm em xíu ha. Điểm mạnh của anh muốn tìm người là biết chia sẻ với anh. Không, điểm mạnh của anh. Điểm mạnh của anh dạ. Điểm mạnh của anh là làm tất cả được mọi việc. Là việc gì nè, kể em nghe nè. Nói chung là từ công việc nội trợ cho đến công việc ở ngoài xã hội anh đều làm được. Hiện tại là anh Lộc đang làm gì ở Bình Dương? Hiện tại anh là tài xế xe, nhưng anh chạy xe dịch vụ của Grab. Là xe của anh luôn đúng không? Đúng rồi em. Rồi ngoài cái biết nấu ăn, biết làm mọi việc trong gia đình thì còn mình còn những cái sở trường tài lẻ gì nữa không anh? Sở trường của anh là thích chơi thể thao, bóng chuyền đồ này nọ em. Còn điểm yếu của mình nè, tật xấu của mình nè là cái gì nè? Điểm yếu của mình là cái công việc của anh là anh chạy xe là nhiều lúc là buồn vắng khách, anh hay hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Nói chung thì cũng không nhiều em, nói chung thì 2-3 ngày một gói. 2-3 ngày một gói rồi. Với là nhộn nhạt thì cũng có, thỉnh thoảng đồng nghiệp thì này nọ là rảnh rỗi thì đồng nghiệp với nhau thì cũng là vài ba chai. Rồi về có quậy quọ giống nè không? Riêng anh nhậu nhẹt xong về là anh cứ ai nói gì nói, anh cứ chui lên ngủ, mở máy lạnh anh ngủ. Vậy hả? Rồi mình còn ngoài ra thì mình còn cái điểm yếu thật xấu gì nữa không anh? Anh có một cái điểm yếu là về cái nhà cửa là phải ngăn nắp, chứ còn không là anh dọn dẹp, anh hay nói lắm. Hay cảm ràm hả? Đúng rồi, cái dạng cầm ràm á. Dù anh đi về vậy nhà là anh mà thấy nhà cửa mà bề bộn anh dọn, nhưng mà anh vẫn cầm ràm, anh vẫn nói, nhưng anh vẫn cầm ràm, nhưng anh vẫn dọn. Kỹ tính. Anh là kỹ tính, phải sạch sẽ, gọn gàng. Anh ăn bữa tối hôm nay là phải rửa chén, rửa bát trong tối hôm nay, chứ không thể rửa qua để ngày mai sáng mai rửa được. Đó. Kỹ tính anh là vậy. Còn tính anh thì làm tài xế thì em hiểu rồi, thì anh thì hôm nay đi, ngày mai, ngày mốt về thì em hiểu rồi. Thì cách đặt xe đâu anh đi đó, tại vì xe của mình mà mình muốn chạy giờ nào mình chạy chứ không có bắt buộc. Rồi anh đã lập gia đình lần nào chưa? Nói chung thì anh cũng có lập gia đình rồi, cũng có 2 con rồi, nhưng mà
Anh ly hôn bao nay, anh ly hôn bao nhiêu lâu rồi? Anh ly hôn hơn 1 năm rồi em. Bây giờ hiện tại là hai cháu đang ở với mẹ ở dưới quê. Ừ. Tại Đồng Nai hả? Ờ, mẹ nó là mẹ của hai đứa là ở Bến Tre, còn anh ở Đồng Nai. Ừ. Nhưng nhà anh ở trên hai ở Bình Dương hiện tại. Một đứa trai, một đứa gái. Ừ. Là ở với mẹ ở dưới Bến Tre. Đúng rồi, một đứa học lớp 6, một đứa học lớp 4. Ai đứa nào học lớp 6? Là con trai học lớp 6. Ừ. Con gái học lớp 4. Ừ. Ừ. À, hiện tại bây giờ hai đứa đang ở dưới, thì còn hiện tại trên này thì anh ở trên Bình Dương. Anh vẫn đi làm ở trên này. Ừ. Rồi mình chu cấp mỗi tháng thì cho hai bé hả? Thì hàng tháng anh sẽ chu cấp về nuôi cho hai bé. Ừ, hàng tháng thì mình chu cấp khoảng bao nhiêu? Một tháng chu cấp anh chu cấp 4 triệu em. Ừ. Hai anh chị là ở với nhau bao nhiêu lâu rồi đỉnh điểm sao mà mình phải ly hôn vậy? Nói chung là cũng là 10 năm em. Ừ, ở 10 năm. Nhưng mà sao lại gãy đến cái việc mà đổ vỡ hôn nhân á anh? Đỉnh điểm là như thế nào? Nói chung là có nhiều cái điểm tương đồng, tại vì từ lúc là cưới nhau là anh chưa làm nghề tài xế. Ừ. Lúc đó đi làm công nhân. Ừ. Rồi sau này đã đi làm công nhân xong anh thấy mấy anh em bạn bè này mượn tiền mua xe đồ này nọ đó, vay ngân hàng đó. Ừ. Thì anh cũng vay ngân hàng, cái thời điểm anh vay ngân hàng thì anh mua chiếc xe cái thời điểm đó này 600 mấy chục triệu, mà cái thời điểm đó năm 2016. Ừ. Là mua chiếc Toyota hả? Hay cái gì? Anh mua xe Toyota Vios. Xong bắt đầu tới năm 2018 anh mới cảm thấy xe 4 chỗ không còn chỉnh nữa, anh mới đổi chiếc xe Innova lên. Là chiếc xe, anh mua chiếc xe thời điểm đó là 800 mấy chục triệu, gần 900 triệu á. Ừ. Thì anh bán chiếc xe kia lỗ là gần 500 triệu. Anh bán được nhiêu mà lỗ gần 500 triệu? Anh bán được có 200 mấy chục triệu à. Cái gì Vios mà ông bán được 200 mấy chục triệu? Không có, thời điểm xe bị ngập nước em, cho nên là cái giá rất nhiều lắm em. Ờ vậy hả? Ừ. Cái xe bị xuống cấp á, cho nên là thì kích á. Cho nên là người ta ép giá nhiều lắm. Nhiều cái. Ừ rồi, ok. Bán cho lái mà. Ừ. Rồi. Rồi lý do vì sao đỉnh điểm mà ly hôn? Mua xe vậy thôi rồi mượn tiền ngân hàng rồi ly hôn vậy thôi hả? Mượn tiền ngân hàng rồi anh bán xe thì anh cũng không nói với vợ, anh cứ nghĩ là xe mua xe 7 chỗ này nọ, xong anh bán xe rồi anh mới lúc mà người ta bắt mình đi ra ký cái giấy ủy quyền á. Ừ. Ra công chứng á. Ừ. Là định điểm xảy ra từ đó. Xong bắt đầu anh mua xe thì một thời gian đầu, một năm đầu anh chạy vẫn được. Nhưng mà cái thời gian sau lại là xong cái dịch Covid đó, rồi này nọ đó. Ừ. Thì cái xe cũng bưởi ẩm lại. Cho nên là nhiều cái mâu thuẫn quá, cho nên là hai vợ chồng cứ cãi bản nhau này nọ, cứ tiền bạc này nọ, tiền ngân hàng này đồ này nọ. Ừ. Cho nên tới thời điểm là năm 2022 là hai vợ chồng chia tay. Nói chung là trong cái lúc dịch là hai vợ chồng cãi nhau dữ lắm hả? Đúng rồi em, với tại vì tiền ngân hàng hàng tháng mà, tại vì cãi nhau dữ lắm, tại thời điểm anh chẳng thấy đâu ra tiền đâu. Ừ. Còn cứ lấy tiền nhà ra đắp vô công, lúc đó thời điểm em cũng biết mà. Ừ, đúng rồi, dịch mà. Ai làm được cái gì? Thì đúng rồi đó, do thời điểm định điểm á, cho nên vợ nó cứ nói một hai là thời điểm đó, cứ nói là lúc đó kêu để xe đó không chịu nghe. Nhưng mà anh nói thì, anh thì anh cứ tự thì lên xe lớn thì mình đi tỉnh đi tour nó nhiều. Ừ. Cho nên là nó xảy điểm định điểm ra nhiều đó, với có nhiều cái điểm không tương đồng đó. Với vợ anh nó về nó không biết chia sẻ hỏi ai, dù anh đi có 3 ngày, 5 ngày vợ anh không bao giờ hỏi anh một tiếng đi đâu hết trơn á. Ừ. Rồi. Nên muốn lên chơi tìm hiểu là một người nào mà biết cái công việc của anh, biết chia sẻ với anh thôi, còn thực chất là tình gì. Nói chung là ly hôn nuôi đem nuôi con vẫn ok đúng không? Đúng rồi, như con lưu con vẫn ok, anh vẫn bình thường. Ừ. Nhưng mà thấu hiểu công việc của anh đúng không? Đúng rồi, thấu hiểu công việc của anh là cái thứ nhất. Quen cái thứ hai nữa. Sẻ hả? Ừ. Là cái thứ hai nó phải biết chia sẻ những lúc anh về khuya mè muộn này nọ, phải biết kịp động viên hỏi anh hỏi anh thứ nào chứ. Đằng này cứ về, đằng này cứ mạnh ra người đó làm thì thôi anh cảm thấy nó không có ý nghĩa. Ừ. Rồi. Nhưng mà anh nên... có tâm sự với vợ không? Hay sao mà tự nhiên quyết định cái ly hôn vậy? Có cãi bã gì không? Ừ, anh tâm sự nhiều lắm em, nhưng vợ anh nói việc ai thì nấy làm, chứ tâm sự gì nó không muốn hiểu, không muốn nghe, không biết gì, thế nên anh mới vậy. Ờ. Rồi ok. Thì
bây giờ mẫu rồi ngoại hình tuổi tác của người đó thì như thế nào? Ngoại hình của anh thì anh không quan tâm về ngoại hình lắm. Anh cao mét mấy anh Lậu? Anh đó hả? Ừ. Anh cao 1m61 à anh. Ừ. Chị đó cao giới chừng 1m50 là được ha. 1m50 đổ lên là được. Ừ. Anh cần người là biết là hiểu và quan tâm cho gia đình, là chia sẻ công việc với anh thôi. Rồi tuổi tác thì sao nè? Lớn tuổi hơn anh, nhỏ hơn anh hay như thế nào nè? Lớn hơn anh là 2-3 tuổi cũng được. Ừ, rồi. Nói chung là còn nhỏ hơn là nhỏ hơn là chừng 5 tuổi đổ lại, chứ còn cũng không nên nhỏ nhiều. À, rồi ok anh. Nếu như bạn gặp người mà có mà cái hoàn cảnh giống như anh thì anh càng là quý trọng hơn, tại vì người ta cũng trải qua giống như anh á. Ừ. Người ta dạ. Sẽ thấu hiểu. Rồi, thì giờ hôm nay chỉ là cái vòng phỏng vấn đầu tiên thôi. Nếu như mà anh được lọt vào vòng trong của chương trình Mẹ Muốn Hẹn Hò thì sẽ có biên tập gọi lại để nói chuyện nhiều hơn với anh ha. Thì đó thì anh sẽ chuẩn bị để xuống Sài Gòn để ghi hình ha anh ha. Ok, anh cảm ơn em. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Ok. Em tên Nguyễn Việt Xuân, sinh năm 1985, hiện đang sinh sống và làm việc ở Nghệ An. Mình có từng tham gia chương trình casting gì chưa anh ha? Nói chung cách đây cũng 7-8 năm về trước là cũng thì là 6-7 năm về trước cũng đăng ký một lần, nhưng mà đi phỏng vấn 2 lần rồi giờ xuống tại chầu chương trình nhá, nhưng mà cái lần thứ 3 thì bận quá không đi được á. Ừ. Mà cũng đã đi casting, đi làm nội dung rồi, chỉ chờ ghi hình thôi, mà đến lúc ghi hình thì bận quá. Là không, cũng vẫn lần thứ 3 bắt đầu bận quá ở khi đó đến đi công tác ở Nha Trang. Ừ, là ế đến bây giờ luôn đó hả? Đấy, vài luôn, đến giờ luôn. Ừ, là sau đợt đấy thì về lấy vợ rồi chứ. Và còn giờ kiểu nghỉ việc nhà nước thì về quê kinh doanh. Giờ là mình đang kinh doanh bất động sản ở quê luôn hả? Bất động sản đây là chuỗi nhà hàng, chuỗi đại lý hàng thì 8-6 thì sản đông lạnh ở quê. Mình ở Nghệ An là ở huyện nào anh ha? Ở Yên Thành. Yên Thành quê anh Quyền Linh về một lần. Ừ. Yên Thành hình như là vùng núi đúng không? Huyện miền núi đúng không? Đồng bằng. Đồng bằng hả? Thanh Chương mới là miền núi hả? Đúng rồi, Thanh Chương mới miền núi. Ừ. Cùng gần Thanh Chương đó. Rồi, ok. Điểm mạnh điểm yếu của anh Xuân là gì ha? Nói trong nghề tỉnh sống điểm mạnh thì cũng kiểu làm cái gì là làm mừng được á. Còn còn chuyện con nặng về tình cảm nhiều á, hiểu ai là cứ cái cảm giác là bỏ được ấy. Cứ năn nỉ van khó khăn cho dùng cảm biết nói rằng, tại vì ít khi tân gái biết kiểu tám thì thôi mới biết nói chuyện đó. Thôi mấy ông kinh doanh bất động sản thì ông nào chả mồm mép mà kêu không biết tân gái, trời không dễ cho là muốn làm bất động sản thì nó tệ tứ vận hơn, còn nhưng mà để có một chuyện tình cảm nó khó. Ừ. Tức là bán hàng thì được. Đúng rồi. Nhưng mà để mà nói chuyện thì con gái ở thực tế thì nó ngại lắm, không biết nói gì. Ừ. Thì vài câu được em ăn cơm chưa, với lại em đang làm gì đó là xong rồi đó. Ừ. Nhưng mà từ hồi mà casting xong bây giờ 6-7 năm rồi thì anh có mối tình nào khác nữa không? Cũng có, nhưng mà lại nói chung là cũng ở bên kiểu là ở bên lấy cũng ăn hỏi rồi, nhưng mà lấy ở bên giáo người này cũng qua một lấy chồng ấy. Ừ. Nhưng mà à là lấy vợ rồi đó hả? Không, nói chung thì chưa cưới chưa xin chứ cả, mới đi ăn hỏi mới lấy vợ con người này là cũng qua một lấy chồng thôi, nhưng mà chưa có con. Nhưng mà thì đi học đầu giáo, họ bên giáo mình đi học thì chuyện tình cảm nó người đó họ kiểu không sinh được con thì họ vẫn chia tay mình để mình đi tìm người khác. Ừ. Là tức là hai bên gia đình cũng gặp gỡ, cũng đám hỏi này kia rồi đúng không? Nói chung thì từ nói chung là anh hỏi thì từ gia đình cũng không biết là người đó có chồng, mà cũng biết là yêu ai cũng không
anh hỏi cũng không biết là chị. Nói chung là mình thì sắp xếp hết tất cả mọi thứ rồi. Thì gia đình đi đồng hỏi thì đi thôi. Thì biết ngày đó đi thôi. Ok. Rồi bây giờ anh mong muốn tìm bóng người như thế nào anh? Với lại quay trong Sài Gòn là anh vẫn vào được mà đúng không? Đúng rồi, tại vì là cũng không có hộ khẩu ở Bình Dương mà sống trong đó 20 năm trong. Rồi, anh chia sẻ về mẫu người anh mong muốn đi. Nói chung thì giờ cũng cảm giác có mình thì cũng có gu lắm. Không có gu thì cũng phải cơ bản thì sao đó để cho mình mọi người còn hình dung ra được chứ. Nói chung thì hiền lành thôi. Nói chung là đối xử hai bên tương đối trong ngoài đó còn vậy thôi. Chỉ cần phải cùng nhau, nếu cùng hiểu tôn trọng nhau trong cuộc sống thì còn ngoài ra. Ok. Về tuổi tác thì anh có yêu cầu gì không? Tuổi tác thì tầm mình hơn họ tầm 5 tuổi là được. 5 tuổi như là 6, 7 tuổi đến 5 tuổi là được. 5 đến 7 tuổi là được. Hoặc là tầm 9 là lên 95 mới trở lại đó. Là nhỏ hơn anh tối đa là 10 tuổi nha. Đúng không? Được. Không được, tại vì sợ nhỏ quá, sợ họ chế mình ra. Ok anh Xuân ha. Cái này thì mình quay thì mình sẽ báo trước bao nhiêu lâu anh ha. Nói chung thì quay thì ví dụ như mốt mà quay thì mình vào ví dụ như mốt quay thì mình ví dụ mai mình vào đó. Tại vì vào nó không gần đi máy bay đâu, đi nhanh mà. Ok, ra sân bay Vinh cái là bay là vào đến nơi rồi đúng không? Cách sân bay Vinh nó không gần mà. Ok, rồi cảm ơn anh Xuân nhiều ha. Thì bên chương trình rồi sẽ liên hệ lại anh khi mà có người phù hợp ha, để ghi hình. Nói chung là có người Hà Tĩnh hoặc là người An thì tại. Dạ rồi. Tại vì cùng thì công việc đôi khi nó xa quá thì mình đi không được cái đôi khi. Trục trặc thì mình không hứa được người ta hay lỡ chưa hứa cả mà không nỡ được thì nhiều lúc người ta lại buồn tội người ta cho nên là cũng muốn nỡ hy vọng nhiều. Nhiều rồi, ok, cảm ơn anh nhiều ha. Cảm ơn chân tình. Ok rồi, chào anh ạ.